Cô rất vui được gặp lại các con trong bài giảng trực tuyến môn toán hôm nay. Ở các bài học trước, các con đã được nào, bây giờ hãy ngồi vào bàn ngay ngắn, chuẩn bị sách vở và bút ra. Chúng ta cùng đi vào hoạt động cùng học các con nhé. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có hai mục tiêu mà các con cần nhớ. Mục tiêu thứ nhất, nhận biết được tên gọi thành phần của phép tính trừ. Mục tiêu thứ hai là ôn tập phép tính trừ trong phạm vi 10, 100. Trước khi chúng ta đi tìm hiểu về các tên gọi thành phần và kết quả của phép tính trừ, cô mời các con cùng theo dõi trên màn hình. Cô có bài toán sau. Viết phép tính trừ để tìm số quả táo màu đỏ. Các con hãy lập phép tính trong thời gian 1 phút. Các con rất giỏi, các con đã trả lời đúng rồi đấy. Nhìn lên màn hình, chúng ta có thể dễ dàng thấy ngay được rằng có tất cả 15 quả táo. Trong đó có 4 quả táo màu xanh. Ta lập được phép tính 15 trừ 4 bằng 11. Vậy ta có 11 quả táo màu đỏ đúng không nào các con? Các con lưu ý nhé. Khi lập phép tính, chúng ta có hai cách. Cách 1 là lập phép tính theo hàng ngang. Cách 2, chúng ta có thể lập phép tính theo cột dọc. Số đứng đầu tiên trong phép tính trừ chúng ta gọi là số bị trừ. Số thứ hai đứng sau dấu trừ chúng ta gọi là số trừ các con nhé. Và cuối cùng, kết quả của phép tính trừ chúng ta gọi là hiệu. Tương tự, ở cột dọc, số 15 chúng ta cũng gọi là số bị trừ. Số 4 chúng ta gọi là số trừ và 11 chúng ta gọi là hiệu. Các con lưu ý, phép tính 15 trừ 4 cũng gọi là hiệu các con nhé. Tóm lại, các con cần nhớ số đứng ở vị trí đầu tiên bao giờ cũng là số bị trừ. Số đứng ở vị trí thứ hai sau dấu trừ chúng ta gọi là số trừ và kết quả chúng ta gọi là hiệu. Và hiệu luôn luôn phải nhỏ hơn số bị trừ các con nhé. Sang đến nội dung thứ hai, chúng ta cùng đi vào hoạt động thực hành. Ở hoạt động này, các con cần làm đó là gọi tên các thành phần của phép tính mà chúng ta đã vừa học. Cô có phép tính 10 trừ 4 bằng 6 và phép tính 49 trừ 7 bằng 42. Các con đã gọi được tên thành phần của phép tính rất chính xác. Cô khen các con. 10 chúng ta gọi là số bị trừ. 4 chúng ta gọi là số trừ và 6 chúng ta gọi là hiệu. Tương tự ở phép tính 49 trừ 7 bằng 42, các con đã gọi tên thành phần rất chính xác. 49 là số bị trừ, 7 là số trừ và kết quả của phép tính trừ chúng ta gọi là hiệu. Và bây giờ, cô và các con cùng tính hiệu của hai số nhé. Trên màn hình, cô có 9 và 5. Các con hãy thực hiện phép tính trừ. Ở phép tính này, các con có mấy cách để viết phép tính? Đúng rồi các con nhé. Chúng ta có thể viết được hai cách đây các con. Các con hãy cùng quan sát. Ở hàng ngang, chúng ta lập được phép tính 9 trừ 5 bằng 4. 9 chúng ta gọi là số bị trừ, 5 chúng ta gọi là số trừ và 4 chúng ta gọi là hiệu. Tương tự ở cột đặc tính theo hàng dọc, chúng ta cũng có 9 trừ 5 bằng 4. 9 chúng ta cũng gọi là số bị trừ, 5 chúng ta gọi là số trừ, 4 chúng ta gọi là hiệu. Tương tự, các con tìm hiệu của phép tính 50 trừ 20. Cũng như bài tập trước, ta có hai cách viết phép tính.
1 là viết theo hàng ngang. 50 trừ 20 bằng 30. 50 chúng ta gọi là số bị trừ, 20 chúng ta gọi là số trừ, 30 chúng ta gọi là hiệu. Và cách viết thứ hai theo cột dọc là 50 trừ 20 bằng 30, và 50 chúng ta gọi là số bị trừ, 20 chúng ta gọi là số trừ và 30 chúng ta gọi là hiệu. Các con đã làm rất tốt. Cô có lời khen các con. Chúng ta đã gọi được tên thành phần và cách tính hiệu của hai số. Bây giờ cô và các con cùng đi vào hoạt động luyện tập nhé. Ở nội dung này, chúng ta cùng đặt tính rồi tính hiệu. Cô có A, số bị trừ là 63, số trừ là 20. Vậy cô đố các con, với bài toán này chúng ta có thể viết phép tính trừ theo cách nào? À đúng rồi, các con nhé. Chúng ta sẽ đặt tính theo cột dọc và ta thực hiện như sau. Cô viết số bị trừ ở bên trên, số trừ ở bên dưới. Viết dấu trừ ở giữa hai số về phía trái sao cho thẳng cột. Dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bây giờ cô thực hiện phép tính từ phải sang trái. Tức là cô trừ các chữ số ở hàng đơn vị trước. Cô lấy 3 trừ đi 0, cô được kết quả bằng 3, viết 3 vào hàng đơn vị. Tiếp theo, đến hàng chục, cô lấy 6 trừ đi 2 và kết quả bằng 4, cô viết 4 vào hàng chục. Vậy là 63 trừ 20 bằng 43. Các con cùng kiểm tra kết quả trong bài làm của mình nhé. Cũng như bài tập ở câu A, câu B cô có số bị trừ là 35, số trừ là 15. Cô viết phép tính như sau. 35 cô viết ở bên trên, 15 cô viết ở phía dưới sao cho thẳng cột. Dấu trừ cô viết ở giữa hai số, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng và cô thực hiện tính như sau. Ở hàng đơn vị, cô lấy 5 trừ 5 bằng 0, cô viết 0 ở phía dưới hàng đơn vị. Ở hàng chục, cô lấy 3 trừ cho 1 bằng 2, cô viết 2 ở dưới hàng chục. Cô có kết quả là 20. Và 35 cô gọi là số bị trừ, 15 cô gọi là số trừ, 20 cô gọi là hiệu. Các con cùng kiểm tra kết quả với cô nào. Các con đã làm rất tốt bài tập đặt tính rồi tính hiệu. Bây giờ cô và các con cùng thực hiện dạng toán tiếp theo nhé. Đó là dạng tính nhẩm. Cô mời các con ghi nhanh kết quả vào vở. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả nào. 2 cộng 8 bằng 10. 10 trừ 8 bằng 2. 10 trừ 2 bằng 8. 30 cộng 50 bằng 80. 80 trừ 50 bằng 30. 80 trừ 30 bằng 50. 86 cộng 0 bằng 86. 89 trừ 9 bằng 80. 89 trừ 0 bằng 89. Hoan hô, các con thật tuyệt vời. Ở dạng toán này, chúng ta sẽ điền số thích hợp vào ô trống. Trên màn hình, cô có 70 trừ 30 và ô trống còn lại là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng cô thực hiện nhé. Cô có 70. Vậy 70 sẽ gồm 30 và... các con đã trả lời rất là chính xác, đó chính là 40. Cô chúc mừng các con. Tương tự bài tập trên, các con hãy tìm nhanh số thích hợp để điền vào ô trống.
À, cô thấy các con đã có đáp án của mình và đây là đáp án của cô. Các con cùng kiểm tra xem đáp án của cô và các con có trùng khớp không nhé. 50 sẽ gồm 20 và 30, 60 sẽ gồm 40 và 20, 90 sẽ gồm 90 và 0. À, cô chúc mừng các con, đa số các con đã trả lời rất là chính xác. Bây giờ cô có một thử thách nhỏ dành cho các con, xem ai có thể trả lời nhanh số cần tìm trong ô trống của cô nhé. À, cô đã thấy rất là nhiều bạn đã có kết quả rồi. Vậy xem kết quả của cô có giống với các bạn không nha. Và các con quan sát trên màn hình xem cách của cô làm nhé. 8 sẽ gồm 3 và 5. 3 sẽ gồm 2 và 1. Vậy 5 sẽ gồm 1 và... À đúng rồi các con, chính là 4. Các con thật giỏi. Đúng rồi các con ạ. Và đây là một thử thách vui cho các con nè. Ai có thể nối nhanh bó cỏ cho bò? Cùng cô kiểm tra đáp án xem có bao nhiêu bạn trả lời giống cô nhé. Hiệu của 25 và 20 là 5. Hiệu của 16 và 11 là 5. Hiệu của 89 và 87 là 2. Hiệu của 17 và 15 là 2. Và hiệu của 45 và 43 chúng ta sẽ nối vào số 2. Tiết học ngày hôm nay thật vui phải không nào? Các con rất ngoan và sôi nổi, cô khen các con. Tiết học hôm nay của chúng ta đã hết rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở tiết học sau nhé.